Chào mừng các em học sinh quay trở lại với channel Thành Đô Vlog Thì trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 3 trang 20 bài luyện tập Thì đầu tiên là bài tập số 1 tính nhẩm Câu A Chúng ta có phép tính nhẩm thứ nhất là 6 x 5 6 x 5 tức là 6 được lấy 5 lần các em lấy 5 số 6 cộng với nhau. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 5, 6 được lấy 5 lần, 5 số 6 cộng với nhau và khi em được kết quả bằng 30, 6 x 5 bằng 30. Tiếp theo là 6 x 7 6 được lấy 7 lần Tức là các em lấy 7 số 6 Các em cộng với nhau 6 được lấy 7 lần 6 x 7 6 x 5 bằng 30 6 x 6 bằng 36 6 x 7 bằng 42 Như vậy 6 x 7 bằng 42 Ở đây chúng ta có thể nhập như sau 6 x 5 bằng 30 Nhưng 6 x 6 Các em không nhớ bằng bao nhiêu thì các em lấy 30 cộng thêm 6 bằng 36. 6 x 5 bằng 30 rồi. Thì 6 x 6, các em lấy 30 cộng thêm 6 bằng 36. 6 x 7 thì các em lấy 36 cộng thêm 6 bằng 42. Như vậy 6 x 7 bằng 42. Tiếp theo là 6 x 9. 6 được lấy 9 lần. Các em lấy 9 số 6 cộng với nhau. Các em có 6 x 9. Thì đây 6 x 7 bằng 42 Như vậy 6 x 8 thì các em lấy 42 cộng thêm 6 bằng 48 Và 6 x 9 thì các em lấy 48 cộng thêm 6 bằng 54 6 x 9 bằng 54 Ở đây thầy giáo viết như thế này là Để cho các em hiểu được 6 x 9 về bản chất của nó chính là 9 số 6 cộng với nhau và bằng 54. Tiếp theo là 6 x 10. Về bản chất của phép nhân 6 x 10 chính là 6 được lấy 10 lần hay nói cách khác là 10 số 6 cộng với nhau. 6 được lấy 10 lần. Thì 6 x 9 bằng 54. Do đó 6 x 10 thì em sẽ lấy 54 cộng thêm 6 bằng bằng 60, tức là 6 x 10 bằng 60. 6 x 8 6 được lấy 8 lần 8 số 6 cộng với nhau Các em có phép nhân 6 x 8 Thì ở các phép tính trước thì các em đã nhầm là 6 x 7 bằng 42 Như vậy 6 x 8 Tức là các em lấy 42 các em lấy thêm 6 một lần nữa 42 cộng thêm 6 Bằng 48 Tức là 6 x 8 bằng 48 6 x 6 các em đã nhẩm là 6 x 5 bằng 30 Như vậy 6 x 6 các em lấy 30 cộng thêm 6 bằng 36 6 x 6 với bản chất của nó là 6 số 6 cộng với nhau 6 được lấy 6 lần Các em có phép nhân là 6 x 6 bằng 36 6 x 2 thì dễ rồi 6 được lấy 2 lần 6 được lấy 2 lần các em lấy 2 số 6 cộng với nhau 6 cộng 6 và các em có phép nhân là 6 x 2. 6 cộng 6 bằng 12. Như vậy 6 x 2 bằng 12. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3. 6 x 2 bằng 12 rồi thì 6 x 3. Các em lấy 12 cộng thêm 6 bằng 18. Tức là 6 x 3 bằng 18. Hay nói cách khác thì bản chất của 6 x 3 chính là 3 số 6 cộng với nhau. Và các em có 6 được lấy 3 lần. 6 x 3 bằng 18. 6 x 4 6 được lấy 4 lần 4 số 6 cộng với nhau Các em có phép nhân 6 x 4 Thì 6 x 3 bằng 18 Như vậy muốn nhẩm 6 x 4 thì các em lấy 18 cộng thêm 6 Bằng 24 6 x 4 bằng 24 Tiếp theo các em sang câu B 6 x 2 6 được lấy 2 lần 6 x 2 bằng 12 6 x 2 bằng 12 như vậy nếu các em thay đổi vị trí của 2 và 6 cho nhau thì các em có phép nhân là 2 x 6. 2 x 6 cũng bằng 12. Ở đây các em lưu ý là khi đổi vị trí của hai thừa số cho nhau thì tích không thay đổi. 6 x 2 bằng 2 x 6 và cùng có kết quả bằng 12. Tương tự như vậy, 6 x 3 bằng 18 thì 3 x 6 cũng bằng 18. 6 x 5 bằng 30 Thì 5 x 6 cũng bằng 30 Tiếp theo các em sang bài tập số 2 tính Câu A là 6 x 9 cộng với 6 Ở à đây nếu các phép tính có phép nhân và phép cộng Thì các em thực hiện phép nhân trước sau đó thực hiện phép cộng sau Tức là đầu tiên các em lấy 6 x 9 bằng 54 sau đó lấy 54 cộng thêm 6 bằng bằng 60. Hoặc các em có thể thực hiện phép tính này như sau. 6 x 9 6 được lấy 9 lần. Sau đó cộng thêm cộng thêm 6 tức là 6 được lấy 10 lần. 6 x 9 cộng 6 tức là 6 được lấy 10 lần. 6 x 9 tức là 6 được lấy 9 lần rồi. Bây giờ các em lấy thêm một lần nữa tức là cộng thêm 6. Như vậy là 6 được lấy 10 lần. Và các em có phép nhân là 6 x 10 bằng 60 Câu B là 6 x 5 cộng với 29 Ở đây có phép nhân và phép cộng Như vậy đầu tiên các em thực hiện phép nhân trước Sau đó mới thực hiện phép cộng sau 6 x 5 bằng 30 Sau đó các em mới lấy 30 cộng với 29 30 cộng với 29 Nếu em nào không nhẩm được thì các em lấy dưới nháp ra và các em tính 0 cộng 9 bằng 9 3 cộng 2 bằng 5 như vậy 30 cộng với 29 bằng 59. Tiếp theo là câu C, 6 x 6 cộng 6. Ở đây có phép nhân và phép cộng, như vậy em thực hiện phép nhân trước, sau đó thực hiện phép cộng sau. 6 x 6 bằng 36. Sau đó mới lấy 36 cộng thêm 6 bằng 42. Hoặc em có thể tính theo cách thứ hai như sau. 6 x 6, 6 được lấy 6 lần. Sau đó cộng thêm 6, tức là 6 được lấy 7 lần. Và các em nhẩm là 6 x 7. 6 x 7 bằng 42 Tiếp theo các em sang bài tập số 3 Bài tập số 3 có nội dung như sau Mỗi học sinh mua 6 quyển vở Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở Mỗi học sinh tức là một học sinh Ở đây chúng ta tóm tắt như sau một học sinh mua 6 quyển vở Như vậy 4 học sinh thì mua bao nhiêu quyển vở một học sinh mua 6 quyển vở 4 học sinh tức là 6 quyển vở được lấy 4 lần và các em có phép nhân là 6 x 4 bằng 24 tức là 4 học sinh mua 24 quyển vở thì ở đây các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau người ta hỏi là 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở thì các em có thể trả lời là 4 học sinh mua số quyển vở là hoặc là số quyển vở 4 học sinh mua là 4 học sinh mua số quyển vở là một học sinh mua 6 quyển vở, hai học sinh 6 quyển vở được lấy 2 lần, 3 học sinh số quyển vở được lấy 3 lần và 4 học sinh số quyển vở được lấy 4 lần. Như vậy các em có phép nhân là 6 x 4. 4 học sinh mua số quyển vở là 6 x 4 bằng 24. Như vậy 4 học sinh mua 24 quyển vở và các em có đáp số là 24 quyển vở. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, viết tiếp số thích hợp vào chữ chấm. Câu E. Trong dãy số này các em có 3 số đầu tiên là 12, 18, 24. Muốn viết được các số tiếp theo thì các em phải tìm được quy luật của dãy số này. Để tìm quy luật của dãy số trong trình độ của học sinh lớp 3 thì các em chỉ việc lấy hai số liền nhau. Các em lấy số lớn trừ đi số bé Cụ thể là 18 trừ 12 Bằng 6 Tiếp theo các em lấy cặp Số liền nhau thứ hai Là 24 Trừ đi 18 Cũng bằng 6 Do đó các em có nhận xét như sau Trong dãy số này Kể từ số thứ hai trở đi Thì sẽ bằng số liền trước nó Cộng thêm 6 18 thì bằng 12 cộng 6 24 thì bằng 18 cộng 6 Như vậy số liền sau 24 Thì em lấy 24 cộng 6 bằng 30 Tiếp tục em lấy 30 cộng 6 Bằng 36 36 cộng 6 Bằng 42 42 cộng 6 Bằng 48 Tiếp theo em sang câu B Thì trong dãy số này Có 3 số đầu tiên là 18 18 21 và 24. Thì đầu tiên, các em lấy 21 trừ đi 18 bằng 3. Tiếp theo, các em lấy 24 trừ 21 cũng bằng 3. Như vậy các em có nhận xét như sau. Trong dãy số này, kể từ số thứ hai trở đi thì sẽ bằng số liền trước nó cộng với 3. 21 bằng 18 cộng 3. 24 bằng 21 cộng 3. Như vậy muốn tìm số liền sau số 24 trong dãy số này thì các em lấy 24 cộng 3 bằng 27. Tiếp tục các em lấy 27 cộng 3 bằng 30. 30 cộng 3 bằng 33. 33 cộng 3 bằng 36. Tiếp theo em sang bài tập số 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình bên xem hình vẽ. Thì các em quan sát trong sách giáo khoa. Các em có 4 hình tam giác. Và các em sẽ xếp thành một hình gồm hai hình vuông, có một hình vuông ở bên trong và một hình vuông bao quanh ở bên ngoài. Thì các em quan sát hình bên ở trong sách giáo khoa và các em sẽ đánh số bốn tam giác này theo thứ tự là 1 2 3 4 và các em sẽ xếp như sau. Tam giác số 1, sau đó các em xếp tam giác thứ hai là tam giác số 2. Tiếp tục các em xếp tam giác số 3. Và cuối cùng các em xếp tam giác số 4. Các em được một hình bao gồm một hình vuông ở bên trong và hình vuông bao quanh ở bên ngoài. Thì như vậy bài tập số 5 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến và đừng quên ủng hộ channel Thành Đô Vlog bằng cách nhấn nút đăng ký và nhấn chuông. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.